Redmi 10, 3,5 triệu, con này có cái gì hot mà nhiều anh em hỏi thế nhở? Mà thôi, đi vào video để gà tổng mình chia sẻ sau vài ngày sử dụng em này nhá. Đi vào một phát là biết ngay con này có gì hot liền. Ok, cái đầu tiên mà mình thấy đáng giá ở em này trong cái tầm giá 3,5 triệu này đó chính là anh em đã có được màn hình tần số quét 90Hz rồi anh em ạ. Nhưng mà tất nhiên là 90Hz trên con này không phải là quá mượt chuẩn 90Hz như là một số con máy đắt tiền là trên dưới 10 triệu đâu anh em ạ. Nhưng mà quan trọng là nó vẫn mượt hơn 60Hz nha. Và tất nhiên là những cái trải nghiệm như là cuộn trang này, vuốt này hay là hiện những animation của MIUI trong quá trình mà anh em sử dụng á, chắc chắn là nó sẽ thích mắt hơn rất là nhiều rồi. Mà thật ra nhá, một số con máy khác trong tầm giá này cũng có 90Hz nhưng sẽ phải đánh đổi lại đó chính là cái chất lượng. Ý mình là về cái độ phân giải của màn hình á. Còn đối với con Redmi 10 này thì anh em sẽ không phải đánh đổi điều đó. Nó vẫn sẽ có màn hình 90Hz, có độ phân giải Full HD. Tấm nền của nó đang sử dụng thì tất nhiên chỉ là IPS thôi, nhưng mà về cái chất lượng hiển thị của nó, về chi tiết nè, màu sắc cân bằng này cũng khá tốt nè, độ sáng ở mức cũng khá là cao, đủ dùng dưới ánh sáng trực tiếp, thì mình thấy như vậy là đã rất là xứng đáng trong cái tầm giá này rồi. Nhưng mà tất nhiên là anh em cũng sẽ phải đánh đổi lại một việc, đó chính là tấm nền IPS. Con này nó lại là màn hình đục lỗ nữa, thì tất nhiên là ngay khi mà anh em nghiêng qua các góc á, anh em sẽ nhìn thấy một cái vệt mờ đen ngay phần phụ camera thôi. Thì cái này mình đã nói rất là nhiều rồi, cho nên cái này là cái mà anh em phải chấp nhận thôi. Ok, điểm ngon thứ hai của em này đó chính là về hiệu năng. Thật ra nhé, có một số anh em bảo là con chip MediaTek Helio ở trên con máy này dùng nó sẽ không ngon như là những con máy dùng Snapdragon đâu. Mình nói thật luôn là những anh em nào mà bảo như vậy toàn là anti thôi. Mà chưa kể nhé, còn có một số ông kiểu anti mà thuộc dạng anti mõm ấy. Đấy, chưa bỏ tiền ra mua dùng bao giờ, toàn cứ chê thôi anh em ạ. Với mình cũng đã có một video test riêng về cái phần chơi game trên con Helio G88 cho em Redmi 10 này rồi. Như là mình chơi PUBG này, dùng gỡ Bitun kéo lên HDR EPS 60 luôn. Chơi vẫn quá là ngon lành đối với một con chip giá rẻ cho đồng giá 3,5 triệu như thế này nha. Mà nếu anh em là chưa coi cái video đó của mình thì có thể coi lại ở trên channel YouTube của NZ cách đây khoảng 1-2 ngày vậy đó thôi. Mình vừa mới lên cái video đó rồi. Nhưng mà nói gì thì nói thì con G88 cho con này chỉ là một cái bản nâng cấp rất là nhẹ của Helio G85 thôi. Nó chỉ hỗ trợ thêm một vài những support về camera cũng như là thuật toán một tí thôi. Cho nên về cái mức chênh lệch của nó so với G85 thì thực sự là không khác biệt quá nhiều. Nhưng mà mình cũng phải nhấn mạnh lại, đây là một con chip có thể nói là chơi game ngon trong cái tầm giá 3,5 triệu. Bởi vì mình cũng đã có một video test riêng rồi, anh em coi sẽ rõ nha. Còn về dùng thường ngày á, thì đây là cái điểm mà thực sự là mình hơi chưa thích lắm. MIUI á, thì nhìn chung là rất đẹp nha. Nhiều tính năng hay thì mình không nói rồi. Chỉ có điều là chưa được tối ưu lắm chứ con Redmi 10 này thôi. Vẫn còn xảy ra khá là nhiều cái tình trạng gọi là khựng khựng khi mà mình mở app này. Hoặc là đôi khi mình kéo cái thanh control center xuống thôi nha, thì nó cũng lag nữa rồi anh em ạ. Nên thật sự cái này á, mình mong là Xiaomi họ sẽ update nhiều hơn về phần mềm trong thời gian tới để có một cái sự tối ưu tốt hơn cho những con như kiểu con Redmi 10 ở trong mức giá kiểu giá rẻ như này, thì dùng nó sẽ tuyệt vời hơn rất là nhiều. Rồi, điểm tiếp theo là điểm ngon thứ ba ở em Redmi 10 này, đó chính là về pin. Dung lượng pin của em này là 5000 mAh, một mức dung lượng có thể coi là khá là dễ thấy ở phân khúc này. Thời gian on stream mà mình có được với em này đó, nó sẽ rơi vào khoảng tầm 7 tiếng rưỡi. Nếu như mình kết hợp cả tác vụ chơi game như là PUBG này, lướt TikTok này, Facebook này, nhận thông báo mail này kia, check rồi chat chít trên này nữa, thì mình cũng hay xem phim á, kiểu phim trò chơi con mực ở gần đây á, thì mình coi chiếc con này thì cũng rất là ok. Mà nhắc tới coi phim nhá, thì mình cũng nói luôn về phần gọi là hiển thị loa kép của em này. Loa kép á, cho cái trải nghiệm âm thanh giải trí nó đều hơn. Loa con này thì cũng khá là to, tuy cái chất âm chỉ ở mức trung bình thôi, giải mid là nhiều, nhưng mà chỉ gọi là nếu đáp ứng để xem phim, nghe nhạc, chơi game cơ bản thì mình thấy là chấp nhận được trong tầm giá này. Và tất nhiên là 3,5 triệu nếu không thể nào mà đòi hỏi một con máy kiểu loa nó phải hai các kiểu được, đúng không? Rồi, coi như đó là ba cái điểm mà thực sự phải nói là rất mạnh ở em Redmi 10 này trong tầm giá 3,5 triệu. Và bây giờ đến với những cái điểm tiếp theo mà mình thấy có thể coi là không thực sự mạnh, hay đúng hơn á là mình thấy kiểu nó khá là bình thường ở trên em này. Đó chính là cái đầu tiên về camera. Mặc dù thông số nhìn vào thì cũng phải gọi là wow trong tầm giá là 50 megapixel này kia đúng không? Nhưng mà thực tế ảnh chụp ra thì màu sắc mình thấy khá là nhợt nhạt nè. Rồi giải nghệ sáng là cũng chưa được tốt lắm, chi tiết thì lên ok. Và lên vẫn có thể gọi là khá ngon trong cả điều kiện đủ sáng lẫn thiếu sáng luôn. Góc rộng thì chi tiết giảm đi khá là nhiều. Ảnh selfie thì mình thấy cũng khá là bình thường. Mặc dù nó có làm mịn da này, có làm chi tiết lên ngon ở trên khuôn mặt này, nhưng mà cái màu sắc của nó thì mình thấy là không được sức sống lắm anh em ạ. Cho nên mình thấy tổng quan lại về camera con này, anh em chụp, anh em hậu kỳ về màu sắc lại, về chi tiết một tí thì nó sẽ ok hơn. Hoặc chụp auto cho con này thì mình thấy là không quan lắm. Và cái điểm thứ hai đó chính là về thiết kế. Thật ra thì mình không nói đây là một thiết kế xấu ở trên em này nha. Nó vẫn giống cái series Redmi Note 10 trước đây mà mình đã có chia sẻ cho anh em nhiều rồi á. Thì thiết kế con này thật ra mình thấy là nó ok. Chỉ có cái là cái màu sắc này mình đang cầm á thì nó không thích lắm, là cái màu xám đen ấy. Nó rất là dễ bám hồi dỗ bên tay luôn. Nếu anh em chọn cái phiên bản màu trắng á, trông nó sẽ đẹp hơn rất là nhiều anh em ạ. Nhưng mà nhìn chung á, tìm thấy thiết kế con này kiểu cũng khá là ôm tay, cầm nắm thoải mái, sử dụng dễ dàng, thì mình thấy như vậy là cũng rất là ok rồi. Cho nhiều anh em như là bạn nữ sử dụng thì cũng rất là ngon đấy chứ. Ok, tổng kết lại,
3,5 triệu cho em này. Thật ra 3,5 triệu là mức giá khuyến mãi mà hay là anh em săn flasher thì mới được thôi. Chứ con này thực tế ra nó bán là mức giá tầm trên dưới 4 triệu cơ. Nhưng mà 3,5 triệu mua được thì chắc chắn em này sẽ cực kỳ ngon ở cái phần cấu hình nè, màn hình nè, pin nè. Thì đó, ba điểm đó đã có thể coi là ăn đứt nhiều con máy khác trong tầm giá rồi. Và điểm trừ thì mình thấy là chỉ có mỗi cái là kiểu thiết kế màu này không đẹp lắm thôi. Hoặc là những thứ khác thì mình thấy vẫn ok, có loa kép các kiểu luôn. Anh em thấy sao về con này thì đừng quên để lại bình luận phía dưới video nha. Đừng quên nhấn like, share và subscribe cho kênh GZ. Hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo. Peace.